Ai thách bà Thuyết sau quy trình sản xuất chân gà thì vào đây bà Thuyết cho xem. Đây, chân gà nguyên liệu đây, nhìn kỹ đi mọi người. Bước đầu tiên trong chế biến chân gà là rửa thật sạch. Công nhân sẽ cho chân gà vào những cái thùng nước to như thế này để rửa sạch. Xong rồi sẽ vớt ra để ráo nước. Đây, chân gà sau khi rửa đây, sạch chưa mọi người? Sau khi chân gà được rửa sạch, sẽ được đem đi luộc chín. Trước khi luộc sẽ cho một cái túi gừng vào trước để khử mũi tanh. Rồi sau đó đợi nước sôi, đổ chân gà vào và luộc trong vòng 7 phút. Vừa nãy luộc ở bên cái nồi này, bây giờ cho sang bên này để làm khô. Thấy nồi xịn chưa? Tự vớt rồi đổ xuống thùng nước để rửa lại một lần nữa. Sau khi rửa xong, công nhân sẽ vớt sang bên này để làm mát. Đây đây, đang bơm nước lạnh xuống để làm mát đấy. Làm mát xong rồi, lại được đổ ra một cái khay rất to để ráo nước. Ráo nước rồi thì đẩy sang phòng bên để tới bước tiếp theo nha. Tiếp theo sẽ là bước ngâm sốt. Đổ chân gà vào, đảo đều cho ngấm đều nước sốt nha. Và đây, chân gà sẽ được ngâm trong thủy sốt 24 giờ. Riêng công đoạn này thì nó thủ công một tí, nhưng mà yên tâm, bảo hộ nó sạch sẽ lắm nên ăn nó rất ngon. Tiếp theo là lọc chân gà này, cân định lượng này. Mọi người có đoán đây là cái gì không? Đây là đóng gói. Đến đây thì máy làm là chính, người chỉ hỗ trợ một chút thôi. Tới đây thì kiểm tra trọng lượng lại một lần nữa, rồi đem sang phòng khử khuẩn. Tiệt trùng xong, chúng ta đến bước cuối cùng, đóng túi. Mỗi túi sẽ có 20 gói. Thế là xong một bịch 20 gói này. Và thế là xong quy trình sản xuất chân gà của bà Tuyết nha. Bấm ngay vào giỏ hàng để mua chân gà của bà Tuyết nha.